Xin chào các anh chị. Hôm nay tôi xin giới thiệu căn nhà tôi muốn bán. Tôi là chính chủ. Thì đây là căn nhà có diện tích đất là thực tế sử dụng là 40m. Thì chúng ta đang đi vào, mới qua là phòng khách. Đây là phòng bếp. Thì căn nhà này có một phần diện tích đất được công nhận sử dụng nhưng mà không có được công nhận trên giấy chứng nhận. Thì đây là phần tôi đang quay là cái phần công nhận sử dụng. Đó, nó có một cái hành lang, một cái toilet để các anh chị có thể là phơi quần áo ngoài sân hoặc là đi vệ sinh ở ngoài luôn ạ. Đây, đây là cái phần hành lang để chúng ta có thể để có thể đặt một máy giặt. Đây phần bếp. Đó, đây là phòng khách của chúng ta. Đó, thì căn nhà này là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh. Đó, chúng ta đang đi lên là cái căn nhà phòng đầu tiên của căn nhà. Đây là phòng phía trước thì bao gồm một lan can khá là rộng để chúng ta có thể là trồng cây, trồng hoa ở ngoài đây. Đó, thì nhà này thì chỉ có hẻm này chỉ có hai nhà thôi, nhà chúng ta ở đầu và một nhà ngoài sau. Đó, thì chúng ta tiếp tục đi vào phòng thứ hai của căn nhà ha. Đây là căn phòng đầu tiên. Đó, thì nó sẽ có có một lan can và trước. Đây là cầu thang của căn nhà. Đó, tiếp tục là chúng ta đi vào phòng thứ hai ha. Đây phòng thứ hai thì nó sẽ có một cái cửa sổ, thì bên cạnh là một hành lang thoáng nha, nên là cửa sổ có thể lấy gió được. Căn nhà này có thêm một cái phòng này, có thêm một cái nhà vệ sinh. Đó. Chúng ta có thể đi xuống lại để coi lại thêm. Đó, chúng ta đang đi xuống cầu thang. Rồi ra lại cái phòng khách. Và đây là cái hẻm của căn nhà nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi cái video của mình nha.